はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。皆さん、こんにちは。はい、皆さん、こんにちは。con có thấy nhiều bạn gái các học sinh của mình xinh gái không? Vừa tự xuống một chuyện, đang lên Facebook ở đấy. Còn thứ hai nhé, tìm nhau lưu viết của thầy đúng không ạ? Ok, hôm nay chúng ta học bài số 12 nhé. Đây nội dung bài này, anh ấy đẹp trai hơn tôi. Chúng ta sẽ học về hơn và kém đấy. Đấy nhỉ? Anh ngoài ra chúng ta còn gì nhỉ? Học về thích, lựa chọn thích nhất cái gì đó. Ok, thì nhất thì hiểu. Đấy. Mỗi câu, muốn mỗi câu như thế này. Quá khứ của tính từ này. Chúng ta sẽ học về quá khứ tính từ này. Sau đấy thì học về hơn, hơn kém này. Như thế nào? Hay là gì nhỉ? Mình thích cái nào? Chọn một trong hai lựa chọn này. Ok, thứ nhất. Ok thế nhỉ? Được. Đấy. Thế nhưng mà bài hôm nay sẽ về tính từ ấy, không có động từ. Ok chưa? Đấy. Thì hôm trước chúng ta đã học về tính từ này và về phủ định của tính từ đúng không ạ? Vâng. Chưa học về quá khứ đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ học về quá khứ. Được chưa? Đấy. Quá khứ của danh từ này. Thứ nhất là về tính từ đôi na và danh từ, đây là danh từ nhá. Danh từ của tính từ đôi na trước này. Đấy như nào? Đấy, giống nhau. Bởi vì hai cái này giống nhau nên ghép được vào. Được chưa? Hay giác định sự sẽ là desta. 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 Đã. Được chưa? Desta này. Tiếp theo này, nhé. Phủ định quá khứ, được chưa? Ví dụ như thế này, mình gặp một người nào đó, được chưa? Nhưng mà anh ấy gì nhỉ? Hôm qua nhỉ? Nhưng mà anh ấy không thân thiện, đúng không? Được chưa? Hôm qua mình gặp rồi thì mình gọi xin xét sự ザ ありませんでした. Được chưa? ザ ありませんでした. Ví dụ cụ thể. Ví dụ cụ thể này. Đây. Thì đó, Thúy nào? Kino no tenki wa amu deshita. Ame. Ame deshita. Ame deshita. Ame là danh từ đúng không nào? Đây là kino là hôm qua rồi đúng không? Vâng. Thế là chúng ta phải chia về là quá khứ. Thế là deshita. Kino wa ame deshita. Được chưa nào? Hai. Kino wa ame deshita. Thế đàn này câu này là hôm qua trời đã không mưa. Kino no denki wa ame za arimasen deshita. Ame za arimasen deshita. Được chưa? Ok. Tiếp. Vừa nãy đọc là denki. 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 Denki đúng không? Tiếp. Trang nào? Halongwan wa nigiya ka deshita. Chẳng hạn như hôm qua em thì đi Hạ Long Quan đúng không? Đi gì nhỉ? Vịnh Hạ Long, Hạ Long Quan là vịnh. Vịnh Hạ Long Quan là vịnh, thấy chưa? Vịnh Hạ Long. Đi về xong bao giờ mình nói cảm tưởng đó. Nigia ka deshita. Thấy chưa? Nigia ka deshita. Đấy. Tiếp. Kino no shiken wa kantan za arimasen deshita. Kantan za arimasen. Nghĩa là gì đây? Bài kiểm tra ngày hôm qua thì không đơn giản. Bài thi ngày hôm qua không đơn giản. Dùng từ khác thay vào sẽ là gì nhỉ? Khó thì là khó. Muzukashi kata. Kata kata chưa học đúng không? Đúng không? Tí nữa sẽ học rồi thế nào? Đây là gì nhỉ? Tính từ đôi na này nhé. Đang tan rã đi mà xem kết quả. Hai. Tiếp. Phi. Kino itenki deshita ka? Hai, itenki deshita. Là gì? Hôm qua thời tiết tốt hay không? Đẹp, đẹp. Đẹp, đẹp. Thời tiết đẹp hay không? Đấy. Đúng rồi, hôm qua thời tiết đẹp ạ. Hôm qua thời tiết đẹp, đúng không? Đây, tiếp. Tanjoubi party wa do deshita ka? Nigizaka deshita. Nghĩa là gì đây? Tiệc sinh nhật thì như thế nào ạ? Rất là náo nhiệt. Đã rất náo nhiệt. Vâng. Đọc là Nigizaka deshita. Nigizaka deshita. Nigizaka deshita. Nigizaka. Nigiyaka deshita. Ok, nigiyaka deshita. Ok chưa? Hai. Hai. Tiếp. Thúy. Shiken wa kantan deshita ka? Iie kantan ja arimasen deshita. Iie kantan ja arimasen deshita. Thế nào? Tiếp. Kino kumori deshita ka? Hai, kumori deshita. Kumori, né? Kumori danh từ. Mây, đúng không? Tức là trời mù á, nhưng mà trời qua trời mù à. Vâng, trời mù lắm. Được chưa? Anh nhiều mây. Đấy. Tiếp. Thúy chẳng, Nihon no senkatsu wa benri deshita ka? Hay, mecha benri deshita. Ví dụ, Thúy đi du học Nhật Bản, hôm nay về Việt Nam chơi, nhưng mà Nhung chuẩn bị du học hỏi, đúng không? Hỏi gì em. Thế Nhung đọc lại cái câu này. Nihon no senkatsu. Nihongo se gachu. Nihongo
Nihon no seikatsu wa benri deshita ka? Benri deshita ka? Hai, benri deshita. Mecha benri deshita. Kezenya. Cuộc sống ở Nhật Bản thì có tiện lợi không? Có. Hồi sức tiện lợi, đã rất tiện lợi. Tiện lợi kinh khủng hơn á. Đúng không? Cả hai câu này mới nhầm. Tiện lợi kinh khủng hơn á. Vậy thế nào? Mecha benri deshita. Hai. Kyoto wa nigizaka deshita ka? Iie, shizuka deshita. Ừ, thế thì câu này gì đấy? Kyoto rất náo nhiệt phải không? Đã rất náo nhiệt phải không? Ừ. Trong trường hợp chúng ta không dịch cả đã, dịch cả tiếng Việt ít nói đã đúng không? Chỉ cần dịch đơn giản thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ ngầm hiểu nó là gì nhỉ? Quá khứ. Quá khứ. Ừ. Kyoto náo nhiệt phải không? Không. Náo nhiệt không? Không, yên bình lắm ạ. Yên tĩnh ạ, yên tĩnh đúng không? Rất là yên tĩnh. Shizuka deshita. Được chưa nào? Hãy tiếp vào câu cuối cùng này. Tôi hima deshita. Làm ạ. Ôi, ô tôi. Ô tôi. Không đọc từ từ. Ô tô tôi. Ô tô tôi. Ô tô tôi. Ô tô tôi hima deshita. Ô tô tôi hima deshita. Là gì? Ngày hôm kia thì rảnh rảnh. Tôi đã rảnh rảnh. Em rảnh. Em kia rảnh. Được chưa? Ok, hima deshita. Hai. Vậy là chúng ta đã xong dạng gì nhỉ? Quá khứ của tính từ đến na và tính từ và danh từ rồi đúng không? Hôm nay chúng ta chuyển sang thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang gì nhỉ? Quá khứ của tính từ đi. Đấy nhỉ? Quá khứ vô định của nó, được chưa? Này, đây là quá khứ này, đấy nhỉ? Kata. Kata. Các đọc. Kata. Kata. Thì chúng ta xem đề sự sẽ là dạng lịch sự của nó, được chưa? Kata đề sự, kata đề sự, kata đề sự. Các bạn nói nào? Kata đề sự. Kata desu. Kata desu. Kata desu. Kata desu. Kata desu. Cái chia là gì đấy? Bỏ ý đi nhớ chưa? Bỏ ý biến thành kata desu. Như thế nào? Đưa để một ví dụ cụ thể lên này. Hay. Se no. Kino suzushi kata desu. Nghĩa là gì? Hôm qua thì thời tiết mát mẻ. Thời tiết rất là mát mẻ. Suzushi mát mẻ. Có cháu suzushi chưa? Có suzushi đúng không? Kino suzushi. Bây giờ chúng ta đã bỏ chữ y ở đây rồi đúng không? Và chúng ta sẽ thay bằng kata desu. Được chưa nào? Ok. Này, ở đây này, tiếp theo này. Kunakata kunai này. Ví dụ chúng ta sẽ chia là gì nhỉ? Hôm qua trời đã không mát mẻ thì sẽ là gì? Kino suzushi kunakata desu. Kunai bình thường sẽ là kunai đúng không? Vâng. Kunai là không mát mẻ đúng không? Bây giờ quá khứ của nó sẽ là kunakata. Bỏ y đi này, được chưa? Kunakata. Kata desu. Đấy chưa? Hãy đọc lại nào. Đọc bên này. Seno. Kino suzushi kunakata desu. 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 Kata desu. Kata desu. Kata desu. Kata desu. Kunakata desu. Kunakata desu. Kunakata desu. Kunakata desu. Ok. Ở đây có một tính từ đặc biệt, tính từ y là tốt. Đấy chưa nhỉ? Y desu ne. Được nghỉ tốt nhỉ? Được chưa? Đẹp nhỉ? Trời đẹp nhỉ? Ii desu ne. Thank you. Ii desu ne. Được chưa? Hai. Khi mà quá khứ của nó sẽ là gì nhỉ? Không phải là ikatta desu mà là yo. Yokatta desu. Các bạn nào? Yokatta desu. Yokatta desu. Hai. Kino. Tenki ga yokatta desu. Se no. Kino. Tenki ga yokatta desu. Được chưa? Tenki ga yokatta desu. Hai. Kino. Tenki ga yokunakatta desu. Kino tenki ga yoku nakatta desu. Được chưa? Nhớ cái này đặc biệt không? Ii. Được chưa? Ii. Ok chưa? Ví dụ số 2. Hai. Nhưng mà Shiken wa suzuki ga muzukashiku nakatta desu. Hai. Hai, cái đó đọc ạ. Se no. Shiken wa muzukashiku nakatta desu. Se no. Shiken wa muzukashiku nakatta desu. Hai. Kunakatta desu. Kunakatta desu. Kunakatta desu. Kunakatta desu. Kunakatta desu. Kunakatta desu. Okay. Tiếp. Chan. Shigoto wa isogashikatta desu. Se no. Shigoto wa isogashikatta desu. Se no. Shigoto wa isogashikatta desu. Là gì? Công việc nè. Bận rộn. Đúng không? Nó là cái quá khứ nhớ chứ. Ví dụ tuần trước hay tháng trước gì đấy nhưng mà đây không ghi ra được chứ.
Hai. Tiếp hai người. Thúy Trang. Ototoi no party wa do deshita ka? Amari tanoshiku nakatta desu. Dịch. Bữa tiệc của hôm kia như thế nào? Không vui lắm. Không vui lắm đúng không? Amari là gì là lắm đúng không? Rồi, được sau là phủ định đúng không nào? Amari nai để thế. Nhưng mà nó phải quá khứ thế nào? Nakatta. Amari tanoshiku nakatta desu. Được chưa? Tiếp. Shiken wa dou deshita ka? Mecha muzukashii katta desu. Kỳ thi thế nào? Khó vãi. Khó vãi. Khó vãi. Khó vãi. Mecha muzukashii katta desu. Rồi. Được chưa? Tiếp. Thúy-san, eiga wa dou deshita ka? Chô omoshirokatta desu. Chô omoshirokatta desu. Dạ, eiga wa. Chô là gì nhỉ? Nhắc lại chô nào. Chô là... chô cũng là vãi đúng không? Kinh khủng đúng không? Hay kinh khủng luôn á. Hay vãi đúng không? Omoshiro là thú vị, nhưng mà hay được nhỉ? Hay khi mà nói đến phim sẽ là phim hay. Hay. Keiki wa amekatta desu. Amakatta desu. Keiki wa amakatta desu. Là gì đó? Amai là ngọt. 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 Bánh đúng ngọt. Bánh ngọt. Cái bánh này thì rất là ngọt. Đúng không? Này rất ngọt. Bánh ngọt. Ok. Hạ Long Wan wa dou deshita ka? Hito ga okatta. Okatta. Oi mà nhiều. Hito ga okatta desu ka? Kirei desu ta. Nhưng đọc lại nhá. Okatta desu ga. Okatta desu ga. Kirei desu ta. Nghĩa là gì đây? Người thì rất đông người. Nhưng nó rất đẹp. Nhưng nó đẹp. Ok, nhưng rất đẹp. Như nào? Hay, tiếp. Kino kono home wa dou deshita ka? Mecha yokatta desu yo. Mecha yokatta desu yo. Yo là nhấn mạnh nhá. Tức là gì đây? Cuốn sách này. Thế nào? Hay, tốt. Rất là hay. Được chưa? Nó rất là hay đấy. Hay đấy cái yếu này. Nó rất là hay đấy. Kiểu như là sự đấy, được chưa? Ok. Tốt, cầu cuối cùng. Đúng em. Chữ này nhá. Asago ga oishikatta wa. Chữ này là karai ですね. Karai. Ok? Karai. Karai. Nó cũng có cái gọi là chữ đai nhưng mà trong này sẽ là karai. Nhung à? Asago ga oishikatta desu ga karai katta desu. Karai katta desu. Chẳng hạn như là những món ăn của bên Thái rất là cay đúng không? Hôm nay mình đi du lịch sang Thái xong rồi người ta hỏi Asago ga dou deshita ka? Sao mà ôi xí katta desu ga kara katta desu. Cơm sáng ngon đấy nhưng mà cay. Được chưa? Hay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại, được chưa? Tổng hợp lại. Ok chưa? Này, ở bên này là dạng khẳng định này, phủ định này, khẳng định trong quá khứ này và phủ định trong quá khứ này. Ok chưa? Bên này là tính từ đây y, bên này là tính từ đây na. Được chưa nào? Bên theo sẽ là ôi xí, được chưa? Bây giờ mình sẽ không thêm đề sự vào bên này nữa. Chúng ta phải thêm đề sự vào để cho nó lịch sự, được chưa? Hay. Đầu tiên là gì đây? Oishi này. Được chưa? Bây giờ là phủ định của nó sẽ là oishi nai này, đúng không? Khẳng định quá khứ. Oishi katta. Ngon đúng không? Và oishi katta. Tiếp. Cái từ thứ hai này. Nigiaka. Nigiaka. Nigiaka này nhé. Phủ định của nó sẽ là đây. Nigiaka. Ya arimasen. Được chưa? Tiếp. Quá khứ. Nigiaka deshita. Tiếp. Nigiaka ja arimasen deshita. Được chưa? Hay. Bây giờ chúng ta sẽ như thế này. Chia cái dạng này về dạng này. Không lịch sự. Dạng thường. Được chưa? Nó gọi là dạng thường, được chưa? Thế là dạng nai được nhé. Dạng arimasen sẽ thành dạng nai học rồi đúng không? Hay. Hay là Nigiaka. Nigiaka. Nigiaka ja nai. Nigiaka ja nai. Khẳng định quá khứ. Nigiaka. Datta. Được chưa nhỉ? Datta. Được chưa? Datta.
bè nói với nhau ấy. À, Nigiaka datta. Tiếp, Nigiaka janakata. Janai thì chúng nó sẽ có một chữ y đây đúng không? Nó sẽ bỏ y của kata. Được chưa? Hãy. Nigiaka. Hanwan wa dou deshita ka? Nigiaka janakata desu. Janakata. Thế thì desu, được, janakata. Ok chưa? Hãy. Hãy, vậy là xong rồi nhá. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Rồi hai phần đấy. A hơn B. Cái hơn này thì chính là chữ Yori này nhé. A này. Cái gì đó? A cao hơn B. Đấy chưa nhỉ? A đẹp trai hơn B. Đấy nhá. Đẹp trai hơn B. Hãy, chúng ta đi ví dụ đầu tiên. Đấy nhá. Thúy đọc này. Hikoki wa baiku yori jutto hayai desu. Trong từ này, trong từ vựng có jutto chưa? Jutto là gì? Hơn hẳn. Hơn hẳn đúng không? Thế đã, đây là hay ai là gì? Nhanh như hơn hẳn. Nhanh như hơn hẳn. Cả cái câu này nhanh hơn hẳn, hoặc hơn, vô đi là hơn, nhanh hơn hẳn. Xe máy. Xe máy. Xe máy. Xe máy. Xe máy. Rồi chúng ta bỏ dự tội đi. Nhanh hơn xe máy. Được chưa? Đấy. Tiếp. Izumi sensei wa Zui sensei yori zutto ikemen desu. Zutto ikemen desu. Thấy, thấy Izumi thì đẹp trai hơn hẳn thấy Duy. Thấy Duy. Thấy chưa? Ok. Hãy. Hãy. Trung Quốc wa Vietnam zori zutto hito ga oi desu. Hito ga oi desu. Yori. Yori ngắt đi thế chưa? Yori zutto. Yori zutto. Làm lại cả câu. Trung Quốc wa Vietnam zori zutto hito ga oi desu. Vẫn zori đúng không? Vietnam yori. Yori. Vietnam yori. Yori. Vietnam yori. Vietnam yori. Zutto hito ga oi desu. Zutto hito ga oi desu. Trung Quốc. Nhiều người hơn hẳn Việt Nam. Nhiều người hơn Việt Nam. Tiếp. Kyoto wa Tokyo yori zutto shizuka. Kyoto wa Tokyo yori shizuka na machi desu. Cái câu này nếu mà bình thường trong cái câu này sẽ là không có na machi đúng không? Tokyo wa Kyoto wa Tokyo yori shizuka desu. Thấy chưa nhỉ? Đúng không? Thì Kyoto yên tĩnh hơn Tokyo. Nhưng mà trong này chúng ta sẽ thêm cái từ machi. Machi thành phố. Thành phố như thế nào? Thành phố yên tĩnh hơn Tokyo. Được chưa? Hãy. Hãy. Tiếp. Trang nào? Vietnam go wa Nihon go yori kantan desu. Đúng không? Con này gì đây? Tiếng Việt thì dễ hơn tiếng Nhật ạ. Đúng rồi. Tiếng Việt thì dễ hơn tiếng Nhật. Được chưa? Hãy. Hãy sang wa Linh sang yori zutto kawaii desu. Hãy thì dễ thương hơn dễ thương hơn hẳn bạn Linh. Linh. Hẳn bạn Linh. Hãy. Còn. Yên sang wa Linh sang yori kanji ga jozu desu. Yên thì giỏi kanji hơn mình. Nếu mà giỏi cái gì đó thì chúng ta phải thêm vào đây nhớ chưa? Cái gì đó cá đúng không? Sakka ga jozu desu, đúng không? Yêu Yên sang wa Minh sang yori Sakka ga yoru jozu desu. Được chưa nào? Hay, đây là bạn Yên gì nhỉ? Giỏi chữ kanji, kanji. Giỏi kanji hơn bạn Minh. Ok. Tiếp. Tanaka sang wa Suzuki sang yori Sakka ga heta desu. Tanaka sang thì kém bóng đá hơn là Suzuki sang. Anh ấy, anh Tanaka thì đá bóng kém hơn anh Suzuki. Tiếp. Izumi sensei wa Gia san yori cái gì? Yori. À chữ này chữ C. Yori se ga takai desu. Se ga takai là gì? Chiều cao. Đó, chiều cao gì cả? Cao. Cao. Cao hơn. Cao hơn. Thầy. Ok. Anh thầy Izumi thì cao hơn anh bạn nghĩa. Cao hơn anh nghĩa, được chưa? Hãy thầy. Thế là câu nào?
chị Trang thì cao hơn chị Nhung. Trang sang quá. Nhung sang yori sega takai desu. Sega takai desu. Sega takai. Bây giờ Nhung thấp hơn Trang. Nhung sang quá. Trang sang yori sega hikui desu. Đúng rồi, sega hikui desu. Đúng không? Hikui desu. Thấp hơn. Sega hikui. Được chưa nào? Hay. Ok chưa? Hay. Hay có không? Không, không, chỉ cần yori desu nhé. Còn câu cuối cùng. Soccer wa tennis yori omoshiroi desu. Soccer wa tennis yori omoshiroi desu. Bóng đá thì thú vị hơn tennis. Tennis. Đúng rồi. Ok. Hai, bây giờ chúng ta đã xong phần 2, chúng ta chuyển sang phần số 3. Được chưa? Đây. Thì chúng ta sẽ lựa chọn, được chưa? A và B thì cái nào hơn? Được chưa? B to. Được chưa? Dochira ga nani. Được chưa? Hai. A và B đi. Ví dụ. Nhưng mà chúng ta sẽ có câu trả lời khi mà chúng ta chỉ này A hơn B đấy nhé. Nên là chúng ta chọn một cái này A no ho ga. Được chưa nào? No ho ga xong cho tính từ vào đây. Cho cái cụm này, cho tính từ vào. Được chưa? Có khó không? Không, không khó. Không khó đúng không? Xong thì nếu mà cả hai nha. Dochira ho xong thì sau tính từ vào đây. Được chưa? Hai. Cả hai đều sinh nhỉ? Ví dụ như Trang và Nhung ai sinh hơn ai đúng không? Trang san to, Nhung san to, dochira ga kawaii desu ka? Dochira ga kawaii desu ka? Dochira mo kawaii desu. Cả hai đều dễ thương. Được chưa? Hai. Đầu tiên này, hai người các bạn này. Nihongo to eigo to dochira ga muzukashii desu ka? Desu ka? どちらも難しい です. どちらも難しい. Hai. Tiếng Nhật và tiếng Anh thì cái nào khó hơn? Cả hai đều khó. Hai đều khó đúng không? どちらも難しい です. Tiếp. Vietnam と中国とどちらが綺麗ですか? Vietnam の方が綺麗です. Đúng rồi. Vietnam の方が綺麗です. Được chưa? No ho ga zen nam tí đi nhá. No ho ga. No ho ga kirei desu. Yeah. No ho ga se no. No ho ga. 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 Vietnam no ho ga. Vietnam no ho ga. Kirei desu. Kirei desu. Ok? Hai. Hai. Tiếp theo. Hai. Chang. Chang mẹ. Chang. Thúy à. Nhung. Nhung mẹ. Soccer to jakyu to dochira ga suki desu ka? Jakyu yori soccer no ho ga suki desu. Ở đây chúng ta gì nhỉ? Chúng ta có thể thêm jakyu vào đây yori hơn được. Hoặc chúng ta bỏ cái này đi, chúng ta chỉ cần trả lời này thôi. Soccer no ho ga suki desu. Không cần yori được nhưng mà thêm vào đây để các bạn hiểu, nói cũng không sao được nhá. Jakyu yori soccer no ho ga suki desu. Đúng không? Có lại gì cả gì nhỉ? Bóng đá và bóng chày thì bạn thích cái nào hơn? Em thích bóng đá hơn bóng chày. Bình thường em thích bóng đá hơn đúng không? Hơn bóng chày. Ok chưa? Hay. Hay. Thế nào? Izumi sensei to Suzuki sensei to dochira ga ikemen desu ka? Izumi sensei no ho wa イケメンです。はい、泉先生の方がイケメンです。な、対泉は対鈴木ってなんで対応ですね。な、対泉で対応ですね。はい。はい、で、アメリカと日本とどちらが大きいですか？アメリカの方が大きいです。アメリカの方が大きいです。でな、でどう？Đất nước nào to hơn thì đất nước America to hơn đấy. Tiếp. Umi to yama to dochira ga suki desu ka? Dochira ga suki desu. Dochira mo suki desu. Dochira mo suki desu. Hai. Giữa núi và biển em thích cái nào hơn? Thích cái nào hơn? Hai. Hai. Tiếp. Thảo san to hien san to dochira ga suki desu ka? Hiền sang yori, thảo sang no ho ga suki desu. Đúng không?
dễ hiền bật hả? Ai đẹp hơn? Không, Ski. Anh thích ai hơn? Anh thích ai hơn? Thế là con gái nữa rồi, anh thích ai hơn đúng không? Anh thích Thảo Hân Hiền. Thảo Hân Hiền. Tiếp. Hiếu sang tố, an sang tố. Đô chi là gã, xê gã ta cài đếc có? Hiếu sang nô hồ gã, xê gã. Segatakaides. Sau này khi mà trong văn nói thì chúng ta hầu hết là chúng ta sẽ chỉ cần nói này đấy. Tại vì cái nội dung đằng trước mọi người đang nói về cái đấy rồi, đúng không? Đúng chưa? Segatakaides. Đúng chưa? Segatakaides. Được chưa? Hiếu sang nô hồ gã segatakaides. Hoặc là chúng ta chỉ cần nói hiếu sang nô hồ gã đến đây là đến đâu là hiểu sao? Hiếu. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Không cần tính từ nữa. Được chưa nào? Thí sang tiên sang tố đức sang tố đô chi a ga busaku desu ka? Đô chi ra mô busaku desu. Busaku là gì? Béo. Tớ khá cho học rồi, cái game này là trai, bước sai cử là xấu. Ok, trai, cả xấu. Bước sai cử. Tiến và Đức thì ai xấu hơn? Cả hai đều xấu. Ok, ai đều xấu trai. Tiếp. Anh sensei to, Phương sensei to, dochira ga kawaii desu ka? Anh sensei no hō ga kawaii desu. Anh sensei no hō ga kawaii desu. Mày thấy rồi đúng không? Hay. Đấy, ok. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần cuối cùng này nhé, số 4 này nhé. Trong số gì đó, Nonaka này nhé, Kazuk Nonaka, trong gia đình hay là Class Nonaka. Được chưa nhỉ? Trong gia đình hay trong đất nước hay là trong số hoa quả, Kudamono Nonaka, Tabemono Nonaka, Nomimono Nonaka, trong số đồ uống này, được chưa? Thì Is nhé, Is Ega Ichiba ski desu. Đúng không? Thì tôi thích nhất cái E này. Được không? Hay. Thì E là cái gì đó nhất đấy. Được chưa nhỉ? Ok chưa? Hay. Được chưa? Hay. Một con này này này. Thúy Đồng. Kyoshitsu no naka de sensei ga ichiban ikemen desu. Đúng không? Hay. Trong lớp học thì thầy đẹp trai nhất. Thầy đẹp trai nhất rồi thì không phải thầy. Ok chưa? Trong lớp học thì thầy là người đẹp trai nhất. Ok. Thầy đứng số 1. Hai. Hai người nào? Vietnam no ichinen de ichu ga ichiban achui desu ka? Vietnam no ichimen de ichi ga chu ga ichiban achu. Cái câu này nó hơi một tí là không có naka đúng không? Nhưng mà ở đây có này. Thay bằng naka sẽ bằng là gì đó? Ichinen tức là trong cái gì đó thì không phải là naka mà là trong một năm. Đó. Ở Việt Nam trong một năm thì tháng nào nóng nhất ạ? Ichi khi nào mà? Khi nào nóng nhất? Ichi khi nào là nóng nhất? Được chưa nào? Trong một năm ở Việt Nam, ví dụ cái câu này chúng ta không cần nói lại nữa. Để trên này, chúng ta chỉ cần nói là Ichiban atsui desu. Để trên nào? Rồi, không phải nóng nhất. Để trên nào? Đấy, tiếp. Thí sẵn, Kyoshitsu de dare ga Ichiban kawaii desu ka? Hai sẵn ga Ichiban kawaii desu. Ở đây bạn thấy cái gì nhỉ? Không có. Không có naka. Không có naka nữa đúng không? Chuyện Kyoshitsu de cũng được. Đấy chứ nhỉ? Ok chưa? Hay. Kyoshitsu de dare ga Ichiban kawaii desu ka? Hay sẵn ga Ichiban kawaii desu. Không cần naka được. Ok chưa? Hay. Tiếp. Sports de soccer ga Ichiban suki desu. Cái này là gì? Trong các môn thể thao trong các môn thể thao thì bóng đá tôi thích bóng đá đấy. Tôi thích bóng đá nhất, được chưa? Cái chữ tôi này để sự tương đương với tôi, được chưa? Tôi thích bóng đá nhất như nào? Thầy Trang Như. Vietnam料理 で何が一番好きですか? Vietnam で phở
Betonamu ryori de để chúng ta xem điều đấy. Betonamu ryori de phở ga ichiban suki desu. Hai, Betonamu ryori de phở ga ichiban suki desu. Hai. Cảm ơn chị Lai. Món ăn ở Việt Nam. Các món ăn Việt Nam thì bạn thích món nào nhất? Bạn thích món nào nhất? Nam nghĩ là cái gì? Mình thích món nào được cả? Bạn thích món nào nhất? Thích phở nhất. Thích phở nhất. Thích phở nhất đâu? Thịt chó ạ. Yêu lưu cười sẽ hay. Kyoshitsu de Juisan ga ichiban kawaii desu. Không phải. Wakai. Wakai desu. Wakai. Đây wakai. Kawaii này. Đánh ngược lại đi đúng không? Kawaii, wakai. Wakai là trẻ. Đấy là trẻ nhất đúng không? Trẻ nhất và dễ thương nhất. Trẻ kawaii. Trong lớp thì Duy là trẻ nhất. Ichiban kawaii, ichiban wakai. Đấy chưa? Hay. Hay. Rồi. Mất cơ hội. Hay. Nào. Nihon no ichinen de nan gachu ga ichiban kisu ichiban samui desu ka? Ichiban samui desu ka? Ichiban samui desu ka? Nihon no ichinen de nigachu ga ichiban samui desu. Nigachu ga. Thì câu này vừa nãy là ichu đúng không nào? Vâng. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cho thành là nagachu. Được được thế? Được thế nào? Hai. Tháng mấy đúng không? Tháng mấy là trong một năm ở Nhật tháng nào là lạnh nhất? Đúng không? Tháng 2 lạnh nhất. Tháng 2 1, tháng 2 thì đấy. Thấy ok chưa? Thấy. Thế là xong rồi. Bài hôm nay đã kết thúc. Rất là đơn giản đúng không nào? Thấy. Chúng ta học về gì nhỉ? Quá khứ của tính từ này. Xong rồi thì so sánh hơn. So sánh hơn. Ai hơn ai? Hơn nhất. Xong rồi trong lựa chọn A và B đúng không? Và cuối cùng là? So sánh nhất. Nhất đúng không? Thế nhất từ gì đúng không? Thấy. Ok. Hai mẹ sẵn. Kiểu ạ. ありがとうございました。先生、ありがとうございました。はい。皆さん、ありがとうございました。またねー。バイバイ。誕生日パーティーは、にぎさかでした。誕生日パーティーは、にぎやかでした。昨日、涼しかったです。昨日、涼しかったです。飛行機は、バイクゾリー。ずっと端材です。飛行機はバイクよりずっと速いです。座球ぞり、サッカーが好きです。野球よりサッカーが好きです。ベトナムの1年で7月が一番暑いです。ベトナムの1年で7月が一番暑いです。Ở trong bài này thì có những lỗi phát âm cơ bản mà mình muốn các bạn chú ý. Thứ nhất đó là ya yu yo. Ya yu yo. Ở video trước mình đã nói rồi. Nếu như các bạn nào mà chưa phát âm được âm này thì các bạn có thể đọc chậm nó. Ya là i và a. Ya. Đọc nhanh nó sẽ thành ya và io nó sẽ thành yo. Và chúng ta đọc nhanh i và u. U thì nó sẽ thành you đúng không ạ? Điển hình là những từ vựng mà rất cơ bản chúng ta thường gặp, ví dụ như là yakyu. Yakyu chứ không phải là zakyu các bạn nhé, không phải là zakyu, hay là yori, không phải là zori mà là yori tức là hơn đúng không ạ? Ví dụ như là Tokyo wa Osaka yori zutto hito ga oi. Chúng ta thường đọc là zori đúng không ạ? Nó phải là yori hay là hayai. Hayai là gì nhỉ? Hayai là nhanh đúng không ạ? Chúng ta thường đọc nhầm là hazai, không phải hazai các bạn nhé. Hayai. Và ở trong bài này thì chúng ta cũng không được quên lưu ý tới hai âm mà chúng ta thường mắc phải lỗi rất là cơ bản, đó là shi và zu. Watashi, sờ ở đây là sờ nặng chứ không phải sờ nhẹ các bạn nhé. Còn zu là có âm gió zu chứ không phải là chữ, được chưa? Tháng tư là shigatsu, shigatsu chứ không phải là shigatsu, đúng không ạ? Hay là gì nhỉ? Atsui. Nhiều bạn đọc nhầm thành achui, cái này hoàn toàn sai các bạn nhé.